quý vị, không chỉ khẳng trương lên phương án di dời các hộ dân đang sống trong các khu tập thể xuống cấp, mà hiện nay Đà Nẵng cũng đang nỗ lực xử lý các chung cư đã hết niên hạn sử dụng, lên phương án bố trí đất và đầu tư xây dựng mới ba khu chung cư cũ, đó là chung cư Thuận Phước, chung cư Hòa Minh và chung cư Lâm Đặc Sản Hòa Cường. Đây là khu chung cư Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Có 8 block, mỗi block có 36 căn hộ, Khu chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng, cũ kỹ và nhét nhát. Hàng trăm hộ dân đang sống thấp thỏm khi trần, tường chung cư, bong tróc, loài cốt thép và thấm dột, không thể cải tạo, tu sửa. Mỗi căn chỉ trên dưới 30m2, lại hư hỏng, dột nát. Mưa là nước nó trả liên tục, là mới gót lên chứ đâu có ở được. Không đựng nước đây nữa, rụng bột vón, rồi không có thể lên được cái rồi cũng ở dưới này cái rồi con chị cũng không có chỗ ở không đi thuê nhọn ở tội lắm có đứa con gái có con rồi chứ cũng đi thuê nhọn ở thấy tội không trừ là ở đây là gì cũng mong muốn thành phố nhà nước à làm ra mà giúp đỡ cho dân chung cư Hòa Minh quận Liên Chiểu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường quận Hải Châu cũng cùng chung số phận sở xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết Ba chung cư này có 648 hộ dân đang sinh sống được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2001-2002, đã xuống cấp và chỉ được phép sử dụng đến hết năm 2021 theo quy định. Hiện Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình của Sở Xây dựng đang triển khai kiểm định lại chất lượng công trình để đề xuất xử lý. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có phương án di dời thay thế mới ba khu chung cư. Hiện nay bây giờ chung cư này thì cũng quá lâu rồi, thì cũng xuống cấp. Thì cũng mong um, ra cấp tranh thì cũng đề nghị cấp tranh là, là xây chung cư mới thì chúng tôi nghe thì nghe nghe thì cũng khấn khởi thiệt nhưng mà không biết giờ ngày nào đi thì cũng mong các tay thì nhanh chóng đừng mua để tấu chừng nấy hiện hiện thời hồi chính bị giả tỏa đây lên hơn ngàn nam hơn giờ đây mà hiện bây giờ là cũng là hơn mươi năm rồi chung cư hiện bây giờ là xuống cấp trầm trọng luôn đó mà được được tin là nhà nước cho giải phóng mặt bằng để mà cấp cho mới cho dân ở cho an toàn ra những lũ lụ lụt á, bỏ lụt an toàn cái tính mọi người dân thì tôi đại diện dân đây rất là cảm ơn. Cùng theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, về phương án xây dựng các khu chung cư thay thế, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm tại khu đất khu chung cư Hòa Minh, hai khu chung cư Thuận Phước, Lâm Đặc sản Hòa Cường cũng được thống nhất địa điểm thay thế tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn, diện tích khoảng 5.600 m2 sở xây dựng thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát phương án quy hoạch đề xuất phương án đầu tư xây dựng